Lệ Nam có hành động đẹp với đối thủ Đỗ Nhật Hà tại Miss Universe Việt Nam 2022. Cùng tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Miss Universe Việt Nam 2022. Lệ Nam có hành động đẹp dành cho Đỗ Nhật Hà và được cư dân mạng khen ngợi. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi quy tụ dàn ứng viên mạnh tài năng. Trong đó, Đỗ Nhật Hà là thí sinh đặc biệt vì là người chuyển giới. Theo thể lệ, người đẹp 9X tham gia trình diễn xong không tranh bất kỳ giải thưởng nào. Tuy nhiên, nếu chiến thắng giải bình chọn, cô sẽ được ghi tên mình vào top 16, có cơ hội chia sẻ quan điểm về vấn đề mà mình quan tâm. Mới đây, Lệ Nam có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Cô đăng tải hình ảnh Đỗ Nhật Hà, đồng thời kêu gọi mọi người bình chọn cho người đẹp chuyển giới để cô có cơ hội vào top 16. Chị gái nam em cho hay khi thấy Đỗ Nhật Hà trình diễn trang phục dạ hội đầy kiêu hãnh trên sân khấu đêm bán kết, cô mong muốn quán quân chinh phục hoàn mỹ sẽ có cơ hội tỏa sáng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vì vậy, xin người hâm mộ đã yêu thương và bình chọn cho Lệ Nam thì tiếp tục bình chọn cho Đỗ Nhật Hà để cả hai có cơ hội chạm tới ước mơ, cũng như trở thành niềm tự hào cho cộng đồng, cô chia sẻ. Bài viết của Lệ Nam nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Dù là đối thủ tại cuộc thi, nhưng người đẹp quê Tiền Giang vẫn có hành động đẹp dành cho Đỗ Nhật Hà. Nhiều người bình luận, cảm động trước tình cảm này quá, thật bất ngờ khi em viết bài này. Em xinh đẹp, hiểu chuyện và có trái tim lương thiện, em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp.